Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mùng 5 tháng 11, miền Bắc tiếp tục có mưa, trời chuyển rét, miền Trung mưa lớn kéo dài, người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm. Cụ thể, miền Bắc duy trì tình trạng mây nhiều, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhiều nơi, vùng ven biển phía Đông là nơi gió đông tác động mạnh nên có mưa vừa, có nơi mưa to. Nền nhiệt cao nhất trưa chiều nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ duy trì ở mức thấp từ 22 cho đến 24 độ. Còn với khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, ảnh hưởng của không khí lạnh và gió đông không nhiều nên nhiệt độ ở ngưỡng từ 26 cho đến 29 độ. Mới có tác động của gió đông từ qua tới giờ, ở miền Trung đã có mưa lớn. Hôm nay có thêm cả tác động của không khí lạnh tăng cường nên từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to. Trong đó, vùng tâm mưa là khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Nam. Mưa lớn khiến mực nước các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Với đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị lên mức báo động 2, báo động 3. Sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Hà Tĩnh, các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi lên mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Và các sông ở Bình Định lên mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, từ sáng tới trưa chiều, trời nắng gián đoạn với nền nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Và Nam Bộ là từ 30 cho đến 33 độ. Đến chiều và tối nay có mưa rào rải rác ở khu vực Tây Nguyên, mưa xấp xỉ nhiều nơi ở khu vực Nam Bộ, khu vực ven biển miền Tây, các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Trên biển, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở vịnh Bắc Bộ, khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, biển động. Khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Thủ đô Hà Nội hôm nay nhiều mây, tiếp tục xuất hiện những cơn mưa bất kỳ lúc nào trong ngày. Do tác động của không khí lạnh và mưa nên nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội chỉ ở quanh mức 24 độ. Trời lạnh, quý vị chú ý để đảm bảo sức khỏe trước đợt mưa lạnh đầu mùa. Trong khi đó, tại thành phố Đà Nẵng cũng như các tỉnh Trung Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cộng với gió đông từ biển nên trong ngày nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có thời điểm mưa vừa đến mưa to và dông mạnh. Người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm trong cơn dông. Do có mưa nên nền nhiệt ngày ở thành phố Đà Nẵng giảm còn ở mức 28 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối nay có khả năng có mưa rào rải rác với xác suất mưa ở mức trên 70%. Người dân đề phòng tố lốc, gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Còn từ sáng tới trưa chiều trời nắng gián đoạn, nền nhiệt ngày cao từ 32 cho đến 33 độ. Thời tiết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ trong ngày mùng 5 tháng 11 có thể có mưa xuất hiện vài nơi. Riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung xảy ra vào thời kỳ đêm muộn và sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 23 cho đến 26 độ, có nơi cao hơn ở Tây Bắc Bộ.
Sau đó từ ngày mùng 6 đến mùng 7 tháng 11, trên toàn khu vực Bắc Bộ phổ biến có mưa vài nơi. Nhiệt độ ban ngày có xu hướng nhích dần, đạt khoảng từ 25 cho đến 28 độ, có nơi cao hơn. Trời chỉ còn rét tập trung về đêm và sáng. Khu vực Trung Bộ trong thời đoạn 3 ngày tới sẽ liên tục có mưa rào và dông do chịu kết hợp của nhiễu gió đông trên tầng cao và gió đông bắc tác động đến địa hình, có nơi có mưa to, tập trung từ Hà Tĩnh đến Bình Định. Người dân đề phòng nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp ven sông khi lũ lên trên các sông và khả năng sạt lở đất đá, lũ quét vùng đồi núi. Do có mưa và tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ dọc dải đất miền Trung không cao, khu vực Bắc Trung Bộ trời có thể chuyển rét trong ngày 5 tháng 11, sau đó chủ yếu rét về đêm và sáng. Còn Trung và Nam Trung Bộ phổ biến dưới 30 độ. Các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới vẫn xuất hiện mưa rào và dông, rải rác tập trung về chiều tối và tối. Cục bộ có nơi mưa dông lượng khá. Nhiệt độ cao nhất ngày vào khoảng từ 26 đến 29 độ tại Tây Nguyên và từ 29 cho đến 32 độ, có nơi trên 32 độ tại Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông bắc ở mức cấp 6, có lúc cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác tại phía Tây. Thank you.